Xin lời đầu tiên xin cho tất cả quý vị, ban giám khảo và các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và đến với cuộc thi tượng tiếng hát tượng ngày hôm nay, tấn xin gửi tới quý vị một ca khúc về Happy Birthday nhân những phút ban đầu. Ổn hát ổn được chủ đề thì sao thế đây. Các bạn thân mến, trong cuộc sống đôi khi có hơi sai sai xíu, làm lại. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buồn xa và thời gian sẽ qua, cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sống muộn màng, và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xa xa.
hỏi là Tấn đã có kinh nghiệm đi hát rồi đúng không? À, mình chỉ hát ở trường đại học thôi. Đỗ Đức Thắng luôn đúng không? Đúng không? Đi xe không? Không bạn phải. Học trường nào? Ờ, mình học trên Đà Lạt. Làm quen đi Đà Lạt chơi hả? Đeo núi bà đạo rồi chơi. Gì núi bà đen ở Đà Lạt đâu? Núi bà rồi chơi. À vậy hả? Nghe sao vậy? À, thì mình thấy là Tấn có một cái phong thái rất là đỉnh đạt. Mà với lại bình tĩnh á, ít có thí sinh nào đi thi mà mình có cái phong thái bình tĩnh như vậy. Thì mình nghĩ cái sự chỉnh chu và cái sự bình tĩnh đó là một điểm cộng rồi. Thêm nữa là mình chọn bài cũng rất là tốt và bài hát này mình nghĩ là rất là phù hợp với giọng hát của Tấn. Và Tấn xử lý bài này cũng rất là ổn, kiểm soát giọng tốt, phát âm tốt. Nhưng mà có một điều là về cuối á, thì hơi đuối. Thì mình đã lỡ mình kiểm soát được đến gần cuối rồi thì mình đáng mình giữ cốc của mình đứng lên lại nơi đây xuống cái bể như vậy là nó không được trọn vẹn ha. Thì bài phần trình bày của Tấn thì mình không có nhận xét gì nhiều về kỹ thuật hết, chỉ là khuyến khích là nếu mà hát những bài như thế này thì phải giữ hơi, tức là kiểm soát cho đến cuối cùng luôn, đừng có để gần hết cuối rồi cái mình buông xòe ra là mình bể là nó lại uổng công của mình từ đầu đến cuối. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị. Thank you.